Hoài Linh bị đồn qua đời và sự thực ngã ngửa. Hoài Linh vừa chính thức lên tiếng tin đồn mình qua đời do bạo bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Danh hài cho hay anh vừa đọc được những tin nhắn mọi người gửi bài báo viết về mình. Không còn cảm thấy bất ngờ trước những tin đồn giật gân và sai sự thực này nữa nên Hoài Linh khá bàng quang. Tuy nhiên anh cũng nhắc khéo các nhà báo, lần sau nếu có đưa tin thì nên viết đúng chính tả để đỡ gây nhầm lẫn cho người đọc. Hoài Linh viết, ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn, giúp kinh tế gia đình. Còn nếu đăng tôi chết để câu view, để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ. Hoài Linh có lẽ là một trong những nghệ sĩ được báo tin buồn nhiều nhất showbiz Việt. Anh liên tục được thông báo đang nguy kịch, hôn mê hay gặp tai nạn bất ngờ. Hoài Linh từng tâm sự, vùng cổ em bị chút bệnh. 2 năm trước nói không ra tiếng, cũng vì thế mà bị nói hôn mê, chết 2-3 lần. Hoài Linh từng rớt nước mắt khi nói về những thị phi và những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua. Tuy nhiên, danh hài cho rằng làm nghệ sĩ thì phải biết chấp nhận tất cả, chỉ cần sống hết mình với nghề. Danh hài còn xem những tin đồn về mình là một niềm vui, bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó. Hoài Linh bị đồn qua đời và sự thực ngã ngửa. Hoài Linh vừa chính thức lên tiếng tin đồn mình qua đời do bạo bệnh đang lan truyền trên mạng xã hội những ngày gần đây. Danh hài cho hay anh vừa đọc được những tin nhắn mọi người gửi bài báo viết về mình. Không còn cảm thấy bất ngờ trước những tin đồn giật gân và sai sự thực này nữa nên Hoài Linh khá bàng quang. Tuy nhiên anh cũng nhắc khéo các nhà báo, lần sau nếu có đưa tin thì nên viết đúng chính tả để đỡ gây nhầm lẫn cho người đọc. Hoài Linh viết, ăn rồi cứ báo tôi chết hoài. Có thời gian rảnh thì nên lo làm ăn, giúp kinh tế gia đình. Còn nếu đăng tôi chết để câu view, để sống thì cứ tự nhiên, tôi không buồn đâu. Tôi coi như mình đang làm từ thiện, hoan hỉ. Hoài Linh có lẽ là một trong những nghệ sĩ được báo tin buồn nhiều nhất showbiz Việt. Anh liên tục được thông báo đang nguy kịch, hôn mê hay gặp tai nạn bất ngờ. Hoài Linh từng tâm sự, vùng cổ em bị chút bệnh. 2 năm trước nói không ra tiếng, cũng vì thế mà bị nói hôn mê, chết 2-3 lần. Hoài Linh từng rớt nước mắt khi nói về những thị phi và những tin đồn ác ý nhắm vào anh trong thời gian qua. Tuy nhiên, danh hài cho rằng làm nghệ sĩ thì phải biết chấp nhận tất cả, chỉ cần sống hết mình với nghề. Danh hài còn xem những tin đồn về mình là một niềm vui, bởi nếu mình chết thật thì sẽ không nhìn thấy được những điều đó. Loạt ảnh nghệ sĩ Hoài Linh khóc ngất trong đám tang bố ruột, ngoại hình tiểu tụy khiến ai nấy không khỏi xót xa. Những hình ảnh chưa từng được công bố của nghệ sĩ Hoài Linh trong đám tang bố ruột đang nhận được nhiều sự quan tâm. Vào ngày 16 tháng 10 vừa qua, bố của danh hài Hoài Linh là ông Võ Tòa đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi. Thông tin trên đã khiến cả showbiz không khỏi bàng hoàng và xót xa. Sự ra đi của người bố đáng kính cũng khiến cho nghệ sĩ Hoài Linh và các anh chị em vô cùng đau lòng. Cho đến tối ngày 14 tháng 11, cộng đồng mạng bỗng liên tục truyền tay nhau loạt ảnh được cho là nghệ sĩ Hoài Linh lộ diện trong đám tang bố ruột. Có thể thấy trong ảnh, nam danh hài đang khóc nức nở. Bên cạnh, cũng có rất nhiều người đang an ủi và động viên. Sau thời gian dài vắng bóng vì loạt lùm xùm liên quan đến chuyện từ thiện, nghệ sĩ Hoài Linh trông tiểu tụy và gầy gò hơn hẳn. Nhìn loạt ảnh này, khán giả ai nấy cũng vô cùng xót xa. Trước đó, nghệ sĩ Hoài Linh từng cho biết bố muốn ở Việt Nam an dưỡng tuổi già và cũng có nguyện vọng được yên nghỉ tại quê nhà. Trong các show diễn hoặc ngày sinh nhật của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ông cũng đều đến dự và theo dõi đến cuối chương trình. Bố tôi hạnh phúc nhất là nhìn khán giả cười và vỗ tay tán thưởng cho nghệ sĩ tham gia show diễn. Đó là liều thuốc bổ quý giá nhất mà ông cần trong cuộc sống tuổi già, danh hài từng tâm sự. Con gái nuôi nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị đột quỵ, liệt nửa người, ngã vớ xương khi đang nằm bệnh viện. Thông tin con gái nuôi của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh mắc bệnh và sức khỏe yếu đã nhận được sự nhiều quan tâm của mọi người. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh là nghệ sĩ có nhiều con nuôi trong làng giải trí. Bên cạnh Hoài Lâm, một người con nuôi khác của nam danh hài cũng nhận được sự chú ý là nữ ca sĩ Thái Trân. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của Thái Trân lại khá lận đận do cô phải chịu ảnh hưởng bởi tình hình sức khỏe không ổn định. Cụ thể, cô cho biết bản thân mắc bệnh suy thận và trải qua nhiều cơn đột quỵ nhẹ, khiến tinh thần không còn tỉnh táo, lúc nhớ lúc quên.
Nữ ca sĩ cho biết giai đoạn còn đi biểu diễn, bản thân thường xuyên bị tăng huyết áp, ngất xỉu trong hậu trường. Mới đây, con trai nữ ca sĩ cũng cho biết thêm vì đang chữa nhiễm trùng màng bụng nên Thái Trân phải uống nhiều trụ sinh. Tuy nhiên, do cơ thể của nữ ca sĩ quá yếu nên không chịu nổi dẫn đến đột quỵ. Hiện tại cô chỉ cử động được tay phải và gần như bị liệt dọc một bên. Con trai còn nói Thái Trân vừa bị té dẫn đến tình trạng vỡ xương háng. Giờ cô ấy nhúc nhích xíu là đau đớn vô cùng, anh chia sẻ. Trên trang cá nhân, bạn thân thời phổ thông của Thái Trân bất ngờ thông báo trên trang cá nhân về bệnh tình hiện tại của cô. Cụ thể, người bạn thân cho biết, mặc dù Trân bị đột quỵ và té bể xương háng, bên cạnh những bệnh khác, Trân rất kiên cường. 5 giờ sáng nay chúng mình cùng nhau ôn lại kỷ niệm dưới mái trường chuyên ban Ngô Quyền ngày xưa. Chúng mình cùng hát với nhau, xa rồi tuổi thơ, cùng trò chuyện, cùng nói, cùng cười, vui lắm. Dù bạn ấy có lúc hay mít ướt, sau tất cả, bạn ấy cảm ơn trời đã cho mình ế đến bây giờ để mình còn chơi với bạn ấy. Bạn đã hứa sẽ ra viện, sẽ chỉ mình học nhạc để mình cầm bản nhạc tự hát được như mơ ước hồi nhỏ của mình. Bố ruột vừa mất, nghệ sĩ Hoài Linh lại nhận thêm tin dữ khi con nuôi đang trong tình trạng nguy kịch. Thái Trân, con nuôi của Hoài Linh, được các bác sĩ chẩn đoán nhiễm trùng và đang trong giai đoạn nguy kịch. Một nguồn tin của báo cho biết ca sĩ Thái Trân bị suy thận giai đoạn cuối và suy tim nặng. Trên cổ tay, nơi động mạch, còn gắn máy trợ bơm máu về tim. Mới đây cô bị nhiễm trùng màng bụng do Trân phải mổ hở đặt hai đường ống từ bụng ra. Một ống là để cách vài tiếng truyền vào một bịch dung dịch mấy lít thuốc để lọc thận do thận hư. Ống còn lại là để xả mấy lít dung dịch thuốc lần trước đó đã được cho vào người. Chính vì thế mà chỗ này cực kỳ nhạy cảm và nguy hiểm, có nguy cơ nhiễm trùng cao rất cao, người này cho hay. Theo chẩn đoán, con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh bị nhiễm trùng. Bây giờ tình trạng dịch bệnh nên phía bệnh viện cũng hạn chế người ra vào. Không có người thân chăm sóc nên tâm lý của mẹ cũng lo lắng. Trong thời gian vừa qua, nhiều nghệ sĩ mất vì bệnh nên mẹ cũng hoang mang, anh nói. Cả mạng xã hội bàng hoàng khi gia đình nghệ sĩ Hoài Linh thông báo tin tang sự. Bố ruột của nam danh hài đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Ca sĩ Phương Trang, em ruột của nghệ sĩ Hoài Linh, thông báo tin buồn bố ruột đã mất. Trên trang cá nhân cô viết, bố ơi, con hãnh diện vì được là con gái của bố. Cả đời này con mang ơn bố, bố ơi. Nghệ sĩ Hoài Linh còn đang đau buồn và chịu tang thương của bố ruột thì mới đây con nuôi của nam danh hài lại được chẩn đoán đang trong tình trạng nguy kịch. Theo đó, Thái Trân là thí sinh từng gây ấn tượng mạnh với khán giả trong chương trình Tôi là người chiến thắng. Điều gây chú ý chính ở trong chương trình là ca sĩ Thái Trân đã bất chấp căn bệnh suy thận ở giai đoạn cuối để sống cho niềm đam mê của âm nhạc. Được biết, cũng qua cuộc thi này, danh hài Hoài Linh đã nhận Thái Trân làm con nuôi để tiếp thêm cho cô động lực để cô chiến đấu vượt qua bệnh tật này. Thời gian qua, nghệ sĩ Hoài Linh liên tiếp nhận nhiều tin xấu, từ sức khỏe gia đình cho tới ồn ào từ thiện. Anh vướng vào lùm xùm, ngâm tiền từ thiện 6 tháng mà không đưa ra bất kỳ thông báo nào. Dù đã đăng tải video giải thích, tuy nhiên nam danh hài vẫn nhận nhiều chỉ trích từ cư dân mạng.